Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của bà Trương Mỹ Lan nhé. Bà Trương Mỹ Lan là ai? Trương Mỹ Lan giàu có thế nào? Thời gian vừa qua, vụ việc bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát đã gây chấn động dư luận với việc rút ruột ngân hàng SCB. Vậy thì bà Trương Mỹ Lan là ai? Sự nghiệp của bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Tài sản của Trương Mỹ Lan khủng ra sao? Cùng chúng tôi khám phá ngay trong bài viết dưới đây nhé! Bà Trương Mỹ Lan, còn gọi là Trương Muội, bà là doanh nhân người Việt gốc Hoa. Hiện bà Lan đang nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Thịnh Phát, viết tắt VTP Group. Trương Mỹ Lan sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Eric Chu Nap Ki, ông cũng được biết tới là doanh nhân bất động sản nổi tiếng tại Hồng Kông. Trương Mỹ Lan và chồng có hai con gái, Chu Duyệt Phấn, sinh năm 1994 và Chu Duyệt Hằng, sinh năm 1995. Con gái bà Lan, Chu Duyệt Hằng trở thành chủ tịch ZS Hospitality Group, công ty con trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, khi chỉ 22 tuổi. Hai con gái bà Lan còn nắm 70% cổ phần công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tên ban đầu là CP Bảo trợ Thuận Triều, ngành kinh doanh chính là bất động sản. Được biết, công ty này do Chu Duyệt Phấn làm tổng giám đốc có vốn điều lệ lên tới 8.800 tỷ đồng. Bà Lan có hai cháu ruột là ông Trương Lập Hưng, sinh năm 1986, và bà Trương Huệ Vân. Bà Vân là con ông Trương Chí Trung, em trai bà Lan, hiện ông là cổ đông lớn của Vạn Thịnh Phát, và bà Lâm Thị Hòa. Chồng bà Vân là ca sĩ nhạc sĩ Thanh Bùi. Đám cưới của ca nhạc sĩ Thanh Bùi và Huệ Vân năm 2013 khiến nhiều người hiểu lầm rằng bà Lan mẹ vợ Thanh Bùi, tuy nhiên bà Vân chỉ là cháu ruột bà Lan. Sự nghiệp của bà Trương Mỹ Lan. Năm 1992, Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng khách sạn. Sau đó, Vạn Thịnh Phát mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh nhà đất. Năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tên viết tắt là VTP Group Holding, với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng được thành lập. Tại VTP Group Holding, bà Trương Mỹ Lan sở hữu 80% cổ phần, tương đương lượng vốn góp trị giá 4.800 tỷ đồng. Tổng quan về công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, VTP Group, là một tập đoàn đầu tư tư nhân thành lập năm 1992 có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn này chuyên đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, F&B, khách sạn, thể thao, dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng. Năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vạn Thịnh Phát với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng được thành lập. Đến cuối năm 2007, VTP Group tham gia vào đồng sáng lập hai tập đoàn lớn là VTP Invest Group có số vốn điều lệ 12.800 tỷ và An Đông Group có số vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng. Cuối năm 2019, VTP Group thay đổi đăng ký kinh doanh và nâng vốn điều lệ trên 13.000 tỷ đồng do phát hành cổ phiếu Vạn Thịnh Phiếu. Hiện nay, thông tin về VTP Group đã được thay đổi đến 52 lần. Số ngành nghề của VTP Group đăng ký là 140 ngành kinh doanh đa lĩnh vực. Trong đó, hoạt động chính vẫn là bất động sản. Bà Trương Mỹ Lan giàu cỡ nào? Gia tộc bà Lan là một trong những gia tộc giàu có và kín tiếng nhất Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát do bà này thành lập năm 1992, nắm đến 80% cổ phần có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng. Tuy vậy, do công ty VTP không lên sàn chứng khoán nên mọi người chỉ thấy được phần nổi của tảng băng, còn những tài sản ngầm hay báo cáo tài chính của bà Trương Mỹ Lan chưa được xác thực. Vợ chồng bà Lan nắm giữ cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Times Square có mức vốn điều lệ lên tới 2.100 tỷ đồng và công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh như Times Square, Union Square, khách sạn thương mại An Đông, VTP Office Building, khách sạn Duxton, cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sergus Residence, khu dân cư Bonview Land, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence, khu dân cư cao cấp Sterling Residence. Đại gia Trương Mỹ Lan còn gây sốc trong giới đầu tư nhà đất khi chi tiền mạnh tay để thâu tóm các khu đất vàng như Tháp Vincom Center A, hiện nay là Union Square, Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn Peninsula. Vụ án Vạn Thịnh Phát hao hụt tận 6% GDP cả nước Việt Nam. Bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh, gồm hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Ngoài bà Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và một số đơn vị. Theo điều tra, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng một hệ sinh thái riêng của tập đoàn với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm 4 nhóm chính hoạt động chặt chẽ.
nhóm định chế tài chính, nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhóm công ty tại nước ngoài và nhóm công ty ma ở Việt Nam. Trương Mỹ Lan nắm đến 91% cổ phần ngân hàng SCB thuộc nhóm định chế tài chính bằng cách nhờ người đứng tên sở hữu. Nhà băng này được bà Lan dùng như một công cụ tài chính, giúp cung cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái. Sau khi đã thâu tóm được SCB Bank và nắm quyền chi phối, bà Lan đã sử dụng với mục đích cá nhân. Tỷ phú này sau đó đưa những người thân lên nắm các vị trí chủ chốt của ngân hàng và trả cho họ mức lương khủng từ 200 đến 500 triệu đồng trên tháng. Bà Lan rút ruột ngân hàng SCB dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Một số khoản vay còn được rút trước khi hoàn thiện hồ sơ. Số tiền rút ra sẽ được giao cho từng nhóm để dựng công ty ma, vẽ ra các dự án không có thực. Theo cơ quan công an điều tra, ngân hàng SCB đã huy động tiền gửi từ 50 chi nhánh nhưng chỉ tập trung giải ngân với các công ty của bà Trương Mỹ Lan tại 3 đơn vị hội sở, 3 chi nhánh lớn, 6 chi nhánh nhỏ lẻ. Các hồ sơ cho vay đều có ký hiệu đặc biệt để nhân viên biết công ty trong hệ sinh thái VTP. Thủ đoạn của nhóm Trương Mỹ Lan sử dụng để rút tiền từ SCB Bank gồm tạo lập khách hàng vay vốn khống, thuê hoặc nhờ người đứng tên tài sản, tạo lập hồ sơ vay khống, đưa ra tài sản đảm bảo được định giá trị để tạo hồ sơ đúng quy định nhằm che mắt cơ quan chức năng. Phần lớn các khoản vay của công ty Vạn Thịnh Phát được giải ngân trước, sau đó mới hợp thức hóa. Trái với quy trình thông thường, ngân hàng chỉ giải ngân khi đã hoàn thành xong thủ tục pháp lý về thế chấp tài sản đảm bảo. Sau khi đã giải ngân các khoản vay, tiền sẽ đổ vào các công ty ma trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sau đó số tiền sẽ chuyển lòng vòng và rút thành tiền mặt để tránh cơ quan điều tra truy vết. Thêm nữa, Trương Mỹ Lan còn chia nhỏ số tiền đổ vào các công ty ma để qua mắt hệ thống CIC, hệ thống kiểm tra dư nợ và sử dụng những tài sản không đủ điều kiện pháp lý để vay được nhiều tiền hơn. Số tiền siêu to khổng lồ bà Lan rút ruột là tiền người dân và khách hàng gửi tại SCB. Để thực hiện được hành vi chiếm đoạt tiền thông qua thủ đoạn vay còn có sự tiếp tay của nhiều đối tượng tại các công ty thẩm định giá và lãnh đạo cấp cao. Kết luận điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng để được cập nhật liên tục những video mới nhất về Tiểu Sử Người Thành Công và Nổi Tiếng khác nhé.